Em chào anh chị em cô chú mình nhé. Từ lúc mà em thành lập kênh TikTok của em đến thời điểm hiện tại, bây giờ gần 3 tháng rồi. Khi mà em chia sẻ những cái mẫu hồ cá coi lên kênh á, em nhận được khá là nhiều cái tin nhắn của mọi người. Cái nội dung xoay quanh cái chủ đề là nuôi cá coi này của mình á, có cần sử dụng thuốc nè, vi sinh hay là khoáng nhiều hay không? Rồi mình nuôi cá coi này của mình có phức tạp hay không? Mình cần lưu ý cái điểm gì để khi mà mình thả cá coi á, mình nuôi nó nhàn hơn? Đây là một trong những cái câu hỏi cũng như là cái vấn đề mà khá là nhiều anh chị em cô chú mình quan tâm luôn. Thì mình chia sẻ là mọi người nha. Riêng những anh chị em khác chia sẻ như thế nào thì mình không biết, nhưng mà riêng cá nhân của mình á, nuôi cá coi không nhất thiết là mình sử dụng thuốc, không nhất thiết là mình sử dụng vi sinh nha. Vi sinh vẫn sử dụng nhưng mình không lại thuộc vào nó. Còn cái cách mà mình nuôi nó khỏe mạnh như thế nào thì nó nằm ở ngay chỗ cái phần hệ thống lọc của mình. Bất kể là lọc truyền thống, lọc công nghệ, lọc chế hay là bất cứ một cái lọc gì nữa, miễn rằng mình tận dụng những cái vật liệu lọc đó, mình sắp xếp vận hành đúng, lựa chọn bơm nó đúng thì cái hồ của mình nó sẽ hoạt động hiệu quả. Khi nước trong thì cá khỏe, thì đây là cái